Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 26 tháng 5 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh đồng loạt tăng mạnh. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2022 tiếp đà tăng mạnh với mức tăng là 45 USD trên tấn, lên mức giao dịch là 2.088 USD trên tấn. Ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2022, giá cà phê tăng 43 USD trên tấn với mức tăng là 2,1%, lên mức giao dịch là 2.088 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD tại ngân hàng ACB, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 7 và tháng 9 tương đương với mức giá là 48.200 đồng một kg. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức trung bình. Cùng xu hướng tăng đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York, ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2022, giá cà phê tăng 3,2 cent trên pound với mức tăng 1,5%, lên mức giao dịch là 217,05 cent trên pound. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2022, giá cà phê tăng 3,25 cent với mức tăng là 1,52%, lên mức giao dịch là 217,3 cent trên pound. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm thứ Tư tăng vừa phải, triển vọng về tình trạng khô hạn ở Brazil trong tuần tới đã gây ra tình trạng thiếu hụt giá cà phê kỳ hạn hôm thứ Tư, sau khi cơ quan khí tượng tại quốc gia này cho biết dự báo khả năng lượng mưa hạn chế ở các vùng trồng cà phê của Brazil trong tuần tới. Hãng khí tượng Soma đã báo hôm thứ Hai rằng khu vực Minas Gerais đã nhận được lượng mưa 11,5mm trong tuần qua, hay 52% so với mức trung bình lịch sử. Khu vực này thì chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê Arabica của Brazil. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê trong nước tăng khoảng 700 đồng trên 1 kg, với mức giá được thu mua từ 41.400 đến 42.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua quanh mức 41.500 đồng 1 kg. Khu vực huyện Di Linh, giá cà phê là 41.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay ghi nhận quanh mức 42.400 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 42.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Cờ Rai, sáng nay ghi nhận quanh mức 42.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Rông, mức giá là 42.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, giá cà phê sáng nay thu mua quanh mức 42.300 đồng 1 kg và ở khu vực huyện Đắk Đắk Lấp, mức giá là 42.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay ghi nhận quanh mức là 42.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua quanh mức là 42.400 đồng 1 kg và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 42.600 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức là 42.800 đồng 1 kg. Cũng theo ghi nhận sáng nay, giá cà phê Nhân Xô được các đại lý và công ty thu mua quanh mức là 42.400 đồng đến 42.500 đồng 1 kg. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 26 tháng 5 trên kênh Phụ Nữ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.